nhiều trang phục khủng. Đêm trao giải cống hiến lần thứ 9 đã đem đến cho công chúng một bữa tiệc âm nhạc đầy xúc cảm với những tiết mục đa dạng phong phú, mang đậm phong cách sáng tạo của mỗi ca sĩ, nhạc sĩ trình diễn. Khán phòng của nhà hát lớn có nhiều khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc bởi những màn trình diễn rất phiêu của các nghệ sĩ trên sân khấu. Dẫn dắt đầy thông minh và lôi cuốn của MC Thúy Miêu giữa các tiết mục cũng khiến khán giả không thể rời mắt khỏi chương trình. Các giải thưởng được trao trong các hạng mục năm nay đều không gây ra bất ngờ với người hâm mộ cũng như báo giới. Thông tin dự đoán trước đêm trao giải gần như chính xác hoàn toàn. Đêm trao giải chỉ ấn tượng nhất với cú đúp giải thưởng của nhạc sĩ Đỗ Bảo và ca sĩ Tùng Dương. Nhạc sĩ Đỗ Bảo chiến thắng rất ngoạn mục ở hạng mục album của năm với Cánh Cung 3. Đồng thời, ẵm luôn về cho mình giải thưởng nhạc sĩ của năm trong tiếng reo hò đầy phấn khích của khán giả. Ca sĩ Tùng Dương tiếp tục xác lập kỷ lục với lần thứ 7 chiến thắng ở hạng mục ca sĩ của năm. Giải cống hiến lần 9 này, Tùng Dương còn ghi dấu thêm với giải thưởng chương trình của năm bằng album Độc Đạo kết hợp với nhạc sĩ Nguyên Lê, nhạc sĩ nước ngoài đầu tiên có mặt trong đề cử âm nhạc cống hiến từ trước tới nay. Nhạc sĩ Doãn Nho hai lần lên sân khấu, nhận giải thưởng thay cho Tùng Dương và chia sẻ những cảm xúc rất đặc biệt. Thay mặt Tùng Dương, một ca sĩ trẻ. Và xin nói luôn là nhận được cái giải thưởng mà của Tùng Dương ủy nhiệm. Chỉ riêng đó, tôi đã trẻ được đến 10 tuổi. Nghệ sĩ mới của năm cũng là hạng mục được công chúng chờ đợi. Người được vinh danh là ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Ở hạng mục bài hát của năm, sự chiến thắng của ca khúc Tình Yêu Màu Nắng của ca sĩ Đoàn Thúy Trang cũng không nằm ngoài dự đoán của báo giới và người hâm mộ. Nó là một niềm động viên rất là mạnh mẽ đối với những người nghệ sĩ trẻ như Trang và nó sẽ giúp cho những người nghệ sĩ trẻ như Trang có thêm động lực, có thêm sức mạnh để tạo ra những sản phẩm nhạc thật là đặc sắc hơn nữa. Đầu tiên có mặt trong đề cử ca sĩ của năm, tuy nhiên lại không chiến thắng ở hạng mục này, Nguyễn Đình Thanh Tâm vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với công chúng khán giả bằng giọng hát và phong cách trình diễn khác biệt đầy cuốn hút. Đêm trao giải cống hiến đã khép lại với sự hài lòng của đa số khán giả tham dự tại nhà hát lớn nói riêng cũng như công chúng nói chung. Hy vọng rằng sự minh bạch, công bằng, chính xác của giải cống hiến sẽ là đòn bẩy để nền âm nhạc Việt Nam có nhiều hơn những sản phẩm âm nhạc chất lượng thực sự.